Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của bệnh viện Asan Hàn Quốc thực hiện thành công 5 ca phẫu thuật ghép gan từ người cho sống. Cả 5 ca ghép đều thành công tốt đẹp, đặc biệt là những người hiến trong những ca ghép này đều khỏe mạnh sau khi hiến một phần gan cho người thân tiến sĩ bác sĩ trần công duy long phó trưởng khoa ngoại gan mật tụy bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết ghép gan là biện pháp điều trị hiệu quả áp dụng cho bệnh nhân bị các bệnh lý về gan như teo đường mật bẩm sinh sơ gan giai đoạn cuối ung thư gan suy gan cấp do ngộ độc thuốc do viêm gan siêu vi b c hiện kỹ thuật ghép gan được thực hiện thường quy với sự hỗ trợ của các chuyên gia ghép gan hàng đầu thế giới từ hàn quốc mỹ ghép gan trong nước giúp người bệnh và gia đình tiết kiệm nhiều chi phí thuận tiện cho việc đi lại ăn ở giao tiếp trong quá trình chuẩn bị chăm sóc và tái khám sau ghép